Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ người đàn ông đổ xăng lên đầu tình địch châm lửa đốt ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi giết người, ông Hoan đang bị công an quận Hồng Mai tạm giữ hình sự. Lãnh đạo công an quận Hồng Mai thành phố Hà Nội cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông H 55 tuổi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%. Dù được các bác sĩ cấp cứu điều trị, ông H vẫn không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoan phát hiện vợ mình là bà PTN, sinh năm 1971, bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoan đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để trả thù ông Hát. Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, nghi phạm đi tìm ông Hát thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt lúc này ông hoan cầm chai xăng đi vào vị trí ông hát đang ngồi rồi đổ xăng thẳng lên người đối phương và trong lửa đốt ông hát sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu còn ông hoan bỏ đi ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hoàng mai đã vận động đối tượng ra đầu thú nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chỉ nhau lãnh đạo công an quận hoàng mai cho biết vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như ông nguyễn văn hoan nói tại cơ quan công an ông hoan đã khai nhận hành vi phạm tội Mới đây, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về trường hợp chống người thi hành công vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, đầu giờ chiều ngày 24 tháng 2, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao. Khi đó, trung tá Nguyễn Việt Toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên thanh niên cầm lái không tuân theo hiệu lệnh dừng lại mà lao vào tổ công tác tông thẳng vào người anh Đặng Văn Lưu, chiến sĩ cảnh sát cơ động. Cú tông khiến anh Lưu ngã và bị thương. Sau đó thanh niên điều khiển phương tiện dựng xe lên và bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ được người ngồi sau xe. Tổ công tác tại hiện trường đã điện báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đưa cảnh sát cơ động anh Đặng Văn Lưu bị thương đến cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xác định cảnh sát cơ động Đặng Văn Lưu bị chấn động não gây choáng. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Lưu đã tỉnh táo. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định người ngồi sau mô tô là Triệu Văn Hoàng, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tài xế điều khiển chiếc xe tông cảnh sát cơ động là Ngô Văn Linh, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xác định tài xế Ngô Văn Linh đã chạy trốn xuống tỉnh Bắc Giang, cảnh sát đã yêu cầu gia đình vận động anh này quay về trình diện cơ quan công an. Tối 24 tháng 2, tài xế Ngô Văn Linh đã liên hệ với cơ quan công an để ra trình diện. Kết quả kiểm tra xác định Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở, không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngô Văn Linh khai nhận mô tô đâm vào tổ cảnh sát giao thông là xe được Linh mua lại nhưng vẫn chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Linh để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bỏ chạy lạng lách và nhiều lần đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi, gây xôn xao vì hành động quá nguy hiểm của tài xế. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1. Sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974 chú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên để điều tra xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên tuyến đường quốc lộ 1A tổ công tác cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Lúc này chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội với tốc độ 75 km/h, trong khi đó tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác đáng chú ý ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc đi xe máy đến nhà bạn gái N.T.L, sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị, là bà VTT sinh năm 1969, khiến cả hai người bị thương nặng. Rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà. Nghe tiếng hô hoáng kêu cứu, người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa hai mẹ con chị L đi cấp cứu đồng thời tiến hành các phương án dập lửa. Tuy nhiên, Do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội gây thiệt hại một số tài sản. Gây án xong, Bùi Hòa Nam đã lẫn trốn vào rừng núi. Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến điều tra vụ việc, tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm. Đến 11 giờ cùng ngày, sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hòa Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc được biết chị L là người yêu cũ của Nam. Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản. Mới đây tại thị trấn Tam Đảo vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô bị mất lái la xuống vực sâu. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người bao gồm lái xe, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 25 tháng 2, xe ô tô biển kiểm soát 29B31137 do tài xế Lê Ngọc Hát cầm lái, loại xe khách 29 chỗ ngồi có phù hiệu hợp đồng, còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuống núi. Khoảng 16 giờ 30 phút, khi đến km 19 300 quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe bị mất lái đâm gãy hàng rào hộ lan rồi lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 m Sau đó xe được chặn lại bởi một cây thông lớn. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người, bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choáng và một người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra, không có nạn nhân bị tử vong. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, xe khách 29 chỗ ngồi trên có phù hiệu hợp đồng còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Kết quả kiểm tra tài xế không có đồng đồ cồn và ma túy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo thông suốt ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức thăm hỏi bố trí xe để đưa hành khách trên xe trở về nhà an toàn